Bắt đầu nhá. Sắp hết rồi, chuyên đề 23, 24 là hết rồi. 23 sắt Chrome, còn 24 là hóa học với môi trường. Sau khi luyện chuyên đề xong rồi ta luyện đề nhiều với cả các cái câu lựa chọn đúng sai lần trước bảo bọn em ấy. Đấy, bọn em hay sai cái phần lựa chọn đúng sai. Nhờ nhắc lại về sắt Chrome này. Một số ý chính thôi. Sắt thì có từ tính và thuộc nhóm 8B. Chrome là kim loại cứng nhất thì cái này biết rồi đúng không? Đi. Đi, không có. Trừ khi hợp kim. Nhưng mà đây người ta đang xét về kim loại mà. Cũng giống như gì, kim loại có tính khử mạnh nhất thì là gì, Cesi. Nhưng thực tế là Francy, nhưng mà Francy là nhân tạo rồi. Đấy. Chrome là có kim loại cứng nhất này. Em phải để ý màu sắc này, sắt ô FeOH2 thì trắng xanh. Được chưa? Hóa nâu trong không khí, FeOH3 là nâu đỏ. Được chưa? Nhưng mà học màu của Chrome mới là sợ. Nó nhiều màu, màu lại khác nhau. Được chưa? Lưu ý, nhôm và sắt đều bền trong không khí do có màng Al2O3 và Cr2O3 bảo vệ. Tuy nhiên, gạch chân này nhôm tan được trong kiềm, còn chrome thì không. Nhôm thì tan, còn chrome thì không. Lưu ý nhé. Nhôm thì tác dụng được với dung dịch axit và bazơ. Còn chrome khi tác dụng với dung dịch axit thì chỉ ra chrome 2 thôi, giống như sắt. Như vậy thằng chrome là nó trộn giữa tính chất của sắt và nhôm. Nó vừa có hóa trị 2 vừa hóa trị 3 đấy, lúc thì lượng tính, lúc thì không. Được chưa? Đấy. Như vậy nhớ nhá. Nhôm tác dụng thì ra hóa trị 3, còn chrome tác dụng với axit không có tính oxy hóa thì chỉ ra hóa trị 2 giống sắt. Được chưa? Đấy. Tiếp tục này, màu sắc. Màu sắc thì mọi người phải học thuộc thôi. CrO thì màu đen, CrOH2 thì màu vàng và nó là oxit bazơ và bazơ. CrOH3 thì mới là lưỡng tính thì nó đóng vai trò giống như AlOH3. Đúng chưa? Còn các cái màu như lục thẫm, đỏ thẫm vân vân hoặc là oxit axit thì mọi người đọc được. Được chưa? Khác với nhôm, Al2O3 là lưỡng tính. Còn Cr2O3 thì nó chỉ thể hiện lưỡng tính khi tác dụng với tất cả những thằng nào có chữ đặc. Axit đặc và bazơ đặc mà người ta hay hỏi cái bazơ đặc nhất. Những chất nào sau đây tác dụng được với NaOH thì chỉ có Al2O3. Al tác dụng với NaOH. Còn chrome cũng không tác dụng NaOH đúng không? AcR2O3 chỉ tác dụng NaOH khi nó là NaOH đặc. Được chưa? Đấy, gạch chân những cái từ quan trọng đấy vào nhá. Còn mấy cái loại muối chromat hay dichromat vàng với da cam thì tự đọc. Các loại quặng sắt cũng đọc được rồi vì mọi người biết rồi. Cadmit thì nói mãi rồi đúng không? Được chưa? Lưu ý nhá. Bây giờ bắt đầu này. Câu 1. Sắt Z bằng 26 viết được cấu hình E đúng không? 1S2, 2S2 vân vân, cái này mọi người viết được nhá. Chrome cũng vậy. Nhưng nhớ rằng lưu ý này, chrome ta chỉ học những cái tính chất cơ bản thôi, không cần đi sâu quá đâu, đặc biệt cái phần màu sắc. Được chưa? Vì năm nay chrome giảm tải mà, nó học kỳ 2, phần cuối học kỳ 2 nên giảm tải rất nhiều. Như vậy chrome nhấn mạnh bọn em chỉ cần nhớ cái gì? Khi nào nó tác dụng với NaOH, khi nào tác dụng axit ra cái gì? Được chưa? Đấy, một cái ý cơ bản của nó thôi. Kim loại có từ tính thì là sắt rồi đúng không? Còn kim loại chrome thì là cứng nhất rồi. Được chưa? Viết công thức của quặng hematit. Rất hay bị nhầm mấy cái loại quặng này nên mọi người chịu khó viết đi viết lại nhiều vào. Hematit là Fe2O3 đúng không? Siderit là FeCO3. Magnetit là Fe3O4 và pyrit là FeS2. Thằng nào có hàm lượng sắt cao nhất? Thằng nào có hàm lượng sắt cao nhất? Magnetit đúng không? Như vậy là hàm lượng sắt chính là phần trăm sắt là lớn nhất. Được chưa? Người ta thường hỏi cái lớn nhất chứ không hỏi cái nhỏ nhất. Cho các chất sau, oxit bazơ là, đây cái câu này là cũng có chất khả năng trong thi này vì nó nắm tính cơ bản thôi. Thông thường oxit bazơ là gì? Oxit giữa kim loại và oxy. Oxit axit là phi kim và oxy. Được chưa? Thế bây giờ thằng nào là oxit bazơ? FeO Fe2O3. Gì nữa? Al2O3. Al2O3 là lưỡng tính, em phải xếp vào mục lưỡng tính chứ. Được chưa? Nó lưỡng tính thì phải xếp luôn vào mục lưỡng tính. Được chưa? Nghĩa lưỡng tính là Al2O3 luôn này.
CrO, Cr2O3 và CrO3 thằng nào là oxit bazơ? CrO, CrO thôi em. Cr2O3 là lưỡng tính mà. Như vậy lưỡng tính ta sẽ có Cr2O3. Đúng không? Ở đây người ta này những chất lưỡng tính là những chất lưỡng tính thì ta còn phải kể thêm các càng có OH mà xét sao đi. Oxit axit là thằng nào? Sai rồi. CrO3. Oxit lưỡng tính chỉ có CrO3 ở đây thôi. À oxit axit xin lỗi, oxit axit là CrO3 đúng không? Còn lưỡng tính là Al2O3 CrO3 rồi, gì nữa? Al2O3 rồi, CrOH3 có được coi lưỡng tính không? Ghi vào. Al3 có không? Có. Hết chưa? CrOH2 thì sao? CrOH2 là bazơ. Được chưa? Trong cái phần chú ý đã ghi rồi, CrOH2 là bazơ. Còn anh được chưa? Những chất tác dụng được với NaOH. Cẩn thận nhá, những chất tác dụng được với NaOH là chắc chắn là có Al2O3 rồi. Chắc chắn là có ALOH3 rồi. Được chưa? Cr2O3 có tác dụng NaOH không? Ở đấy là nếu mà đặc, còn ở đây người ta ghi chữ dung dịch thì Cr2O3 là vứt đi rồi đúng không? Kể cả crom cũng vứt đi rồi đúng không? Được chưa? Những chất không tác dụng được với dung dịch HCl. Không tác dụng được với dung dịch axit nhá. Oxit thì đương nhiên tác dụng với axit tạo mối và nước. Đúng không? Nhưng đấy phải là oxit bazơ thì oxit axit thì sẽ không tác dụng thì ta có thằng nào? CrO3. Hết chưa? Hết chưa? Tôi chỉ hỏi hết chưa thôi. Còn Cr2O3. Đúng chưa? Ok. Ở trên ghi rõ rồi, tác dụng với tất cả thằng nào có chữ đặc cơ mà. Axit đặc, NaOH đặc. Nó giống như câu ở trên ấy. Dung dịch NaOH thì đây là dung dịch HCl thì Cr2O3 không phản ứng. Có hiểu không? Thế thì mới lại nhấn mạnh lại mọi người là đi thi ý. Cái phần crom nó rất dễ là thi cái phần này vì nó chỉ là tính chất cơ bản, nhưng mà bọn em lại hay bị sai cái chỗ này. Nó chỉ tác dụng với đặc thôi, không tác dụng với loãng, mà loãng chính là chữ dung dịch. Được chưa? Cái chân cho kỹ vào. Ok chưa? Chú Mai Hoàng được chưa? CrOH3 tác dụng với Cr2O3. Gì? CrOH3 thì là gì? Lượng tính rồi em. Được chưa? Nó chỉ có cái Cr2O3 là tác dụng khi nó đặc thôi. Đúng không? Phương trình phản ứng này, cái này thì dễ rồi đúng không? Ví dụ như con G crom mà cộng với Cl2 thì buộc phải lên là gì? Cl3 đúng không? Nhưng tác dụng với oxy thì ra CrO thôi đúng không? Đúng chưa? Cr mà tác dụng với HCl thì chỉ ra CrCl2 thôi đúng không? Không ghi gì thì coi như là mặc định nó đặc đi thì ta mới có phương trình phản ứng mà. Cái Cr2O3 ở dưới ấy, được chưa? Thì tạo ra gì? Cr2O3 thì đang là hóa trị dương 3 rồi đúng không? Thì phải ra gì? CrCl3 đúng không? Cộng H2O chẳng hạn, được chưa? Ok chưa? Các cái phương trình này tự viết được nhá. Chú Huy được chưa? Tự viết được nhá, không phải viết nữa, sang trang nhá. Đấy, tiếp tục. Cái dạng bài 6-7-8 mới là cần nhấn mạnh. 6-7-8 mới cần nhấn mạnh. Giống như cái vừa rồi ấy. Được chưa? Nó hay hỏi tính chất là xem thằng nào tác dụng, thằng nào không. Đấy, lý thuyết thôi. Anh nghĩ rằng năm nay bài tập sẽ không có crom đâu. Và mọi người thấy mấy cái đề thi thử ấy, cũng có crom xuất hiện đâu đúng không? Đề thi thử các trường ấy chủ yếu xuất hiện về phần ST limit cái học kỳ 1 và sắt nhôm một chút. Đấy, chứ crom là bản thân mọi năm đã là ít thi rồi. Những chất nào khi phản ứng xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Oxy hóa khử là phải có sự thay đổi số oxy hóa nữa. Gạch chân được ngay là gì? Sắt. FeO. Fe3O4. FeOH2. Đúng chưa? FeCl2. FeCO3 đều là sắt dương 2.
thì khi tác dụng lên được xương ba. Được chưa? Nhận câu này là câu dễ. Câu 7. Viết các phương trình phản ứng xảy ra nếu có khi tác dụng MeCl3. Thằng nào tác dụng nào? Natri, Cu, Fe, NaOH, AgN3-Si, NH3. NH3 là bazơ. Ag cộng thì cộng được với sắt 2 cộng, đúng không? Để ra sắt 3 cộng Ag, chứ nó không cộng với sắt 3 cộng nữa. Được không? Đấy, nên mọi người lại dễ nhầm với phương trình này. Được chưa? Viết phương trình phản ứng thì dễ rồi, đúng không? Lưu ý này, khi viết với NH3 thì phải là NH3 cộng nước cộng FeCl3 để ra FeOH3 cộng với NH4Cl. Được chưa? Nhớ nhá. Vì NH3 là một bazơ đặc biệt, nó không có nước mà. Hiểu chưa? Câu 8. Cho các chất tác dụng được với dung dịch NaOH nhá, gạch chân từ dung dịch đi. Có nghĩa rằng ông gạch luôn được Cr2O3. Ăn bẫy quả này mà. Cái quả dung dịch này chỉ là bẫy Cr2O3 thôi. Đúng chưa? Thế thằng nào tác dụng được? Nhôm, Al2O3, AlOH3. Hết chưa? CrOH3 lưỡng tính giống như nhôm. Như vậy có 4 thằng đúng không? Được chưa? Cr Cr không. Cr vừa bảo rồi gì? Được chưa? Cr không tác dụng với NaOH mà. Đúng không? Mở lại xem. Đúng chưa? Không tác dụng với dung dịch kiềm còn gì, đúng không? Mọi người thấy chưa? Ở trang trước ấy. Ở mục 5 ấy, nhìn lại đi. Nhôm tan trong dung dịch kiềm, còn crôm thì không, đúng không? Được chưa? Đấy. Như vậy cứ lưu ý kỹ thằng crôm vào, vì nhôm bọn em làm quá quen rồi. Không sai được nhôm đâu. Nhôm cùng nắm ấy, nó sẽ hỏi được bẫy bọn em xuống câu này là nhôm có phải lưỡng tính hay không. Nhôm không lưỡng tính, mặc dù tác dụng được với NaOH và tác dụng với axit HCl chẳng hạn, nhưng không lưỡng tính. Đấy, bài nhôm thì hỏi được mỗi ý đấy thôi. Được chưa? Còn crôm thì bẫy đầy chỗ. Crôm không tác dụng NaOH, tác dụng HCl chỉ ra gì? Cr2 cộng. Được chưa? CrOH3 thì lưỡng tính giống như nhôm, nhưng Cr2O3 thì lại không phải lưỡng tính. Được chưa? Nó không phải là không phải lưỡng tính, mà nó chỉ tác dụng được với NaOH đặc và HCl đặc thôi. Nó vẫn lưỡng tính mà tác dụng đặc. Được chưa? Tiếp này, kim loại bền với nước và không khí do có màng bảo vệ là nhôm và crôm, cái này thì dễ rồi. Thụ động với HN3 đặc nguội vân vân là gì? Nhôm, sắt, crôm. Nào, sang màu sắc. Khí màu nâu đỏ quá dễ. NO2. Không màu hóa nâu thì là NO. Được chưa? Chất rắn màu vàng. Niu huỳnh. Khí mùi trứng thối. H2S. Chất rắn màu đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm bắt đầu liên quan đến màu vàng, màu da cam, màu lục xám, màu đỏ thẫm. Được chưa? Thì màu đỏ thẫm là CrO3. Chất rắn màu đen, FeO. Chất rắn màu nâu đỏ, FeOH3. Chất rắn màu trắng xanh, FeOH2. Dung dịch màu da cam, K2CrO4. Màu vàng, màu vàng mới là K2CrO4, còn màu da cam là K2CR2O7. Được chưa? Cái màu sắc của crôm khuyên là chỉ nên tham khảo đối với năm nay. Được chưa? Và thực sự là học nó sẽ khó, dễ nhớ, dễ nhớ lẫn. Đủ các màu luôn. Từ màu lục là cái màu xanh lá cây của em, xanh thẫm ấy, đến da cam, đến vàng, đến các kiểu. Bắt đầu này, 12 này. Cái mục 12 phát biểu đúng sai mới là hay thi trong phần lý thuyết. Đúng chưa? Kim loại sắt phản ứng HCl tạo ra muối sắt 2. Đúng. Sắt vào Fe2S4 3 lần không phản ứng. Không xảy ra phản ứng sai. Nó xảy ra phản ứng gì? Fe cộng với Fe3 cộng tạo ra Fe2 cộng. Cân bằng như nào? Cân bằng như nào? Đấy, phương trình của anh nhỉ? Fe cộng Fe3 cộng ra Fe2 cộng cân bằng như nào? Phương trình ion để cân bằng phương trình ion. 1, 1, 3 sai. 1, 2, 3 chính xác.
cân bằng phải là 1, 2, 3, vì nó phải là bảo toàn điện tích. Bên trái là 2 × 3+, thì bên phải phải là 3 × 2+, bảo toàn điện tích. Được chưa? Đấy, lưu ý nhá. Ok chưa? Sang trang. Kim loại sắt không tan trong đặc nguội. Đúng rồi, đúng không? Ba đúng. Sắt là nguyên tố phổ biến trong vỏ trái đất, phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Sai. Nguyên tố gì? Sao nó không kể oxy luôn đi cho được việc. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất là sai. Nguyên tố gì phổ biến nhất? Đây là vỏ trái đất nhá. Mọi người lưu ý này, nếu là tính trên trái đất ý, thì sắt thì đúng, vì cái lõi của trái đất là bằng sắt mà, là kim loại mà. Nhưng đây là vỏ trái đất, là cái bề mặt ấy. Đất là nơi tôi sinh ra. Nước là tôi nơi tôi gì nhỉ? Bài đất nước ấy. Nào, trên vỏ trái đất kim loại là phổ biến nhất. Thôi. Chán. Câu 5. Sắt có trong hemoglobin của máu. Đúng hay sai? Đúng. Thế không thấy người ta y tế hay khuyến cáo là uống viên sắt à? Nhưng mà ông ăn sắt thì không ăn thua đâu. Sắt nó đang phải ở dạng ion thì mới ở trong máu, mới hòa tan trong máu. Thì ông về ông ăn cục sắt vào thì ông lại đi táo bón bây giờ ấy. Nhưng mà thông thường ấy, cái viên sắt là con gái mới phải uống, con trai thì không. Các ông chẳng bao giờ phải uống cả. Các ông có mất máu đâu, nên con gái mới phải uống. Hoặc là đặc biệt là ví dụ như sắp đến lúc sinh nở ấy, thì người ta khuyến cáo phải uống rất là nhiều, bổ sung mà. Em bổ sung sắt được, bổ sung sắt được thì nó mới sản xuất ra máu nhiều. Câu 6. Bổ sung nhiều máu hay con trai uống được, xong các ông đi bán máu. Ơ kìa, cái bọn sinh viên đi bán máu nhiều lắm. Đấy là người ta khuyến cáo thế, còn ông là cứ 1, 2 tháng, 3 tháng ông bán một lần rồi. Đang túng tiền phát tiêu quá đà, cái tháng nào đấy phát lại ra bệnh huyết học và chuyển máu trung ương. Có sẵn các anh chị chờ các em đến, mỗi lần bán được đôi triệu. Phải 1, 2 triệu là bình thường. Bao nhiêu tùy theo này. Ví dụ người mày nhỏ thì bán ít thôi, như người đàn quân này, người Tuấn Anh này thì cũng được đôi lít. Lần đầu tiên bán máu thì các đồng chí kiểu như ngoan ngoãn đi đến bán máu. Lần thứ hai các ông trước khi đi bán máu các ông uống được đôi 3 lít nước, hòa tan máu ra mà bán được nhiều mà. Kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm mà đúng không? Đấy, lên từ lần thứ hai là các ông trước khi đi thôi nhịn đi vệ sinh uống được khoảng đôi chai La Vi. Thế là đi lại được thêm vài trăm. Chưa kể nhá, ông nào mà máu thuộc loại nhóm hiếm thì còn ra tiền, RH cộng chẳng hạn, đấy thì ra tiền. Những cái nhóm máu nó hiếm. Có khi tôi lại tiết lộ mất một cái cách kiếm tiền làm giàu không khó với các thanh niên. Mà bản thân là khi cơ thể rút máu ra thì nó lại tự khôi phục lại mà, giống như các người ta đi tình nguyện hiến máu ấy. Đấy, nó tự làm ra máu mới lại còn tốt mà. Bán máu xong lại được thêm quả cái bánh mì, bánh ngọt và hộp sữa, để lại khỏi phải ăn sáng. Chết thật. Nói thế thôi nhá. Mai lại thấy tự dưng lại tân ruồi đến viết học truyền máu lại là A Văn Quân đi đâu đấy. Thế thì mệt lắm. Lại từ các thanh niên bịt mặt kín mít thì đến đây lại gặp nhau như nhìn thằng này quen quen thì chết. Anh Trung ơi, hôm nay em xin nghỉ nhà em có việc. Quân cũng xin nghỉ nhà có việc, lát nữa đến tự dưng hai thằng gặp nhau cổng viện huyết học. Câu 6. Magie tác dụng với FeCl3 dư. FeCl3 dư thì không thể ra sắt được, nó chỉ ra muối sắt 2, đúng không? Sai. Cho FeF vào không xảy ra phản ứng. Được chưa? Nó có xảy ra phản ứng là tạo ra FeCl2 cộng H2F. Đúng không? Vậy là sai. Chỉ có CuS nhá, là không cộng được với HCl. CuS là không tan trong axit bình thường, được chưa? Câu 8. Bạc vào FeCl2 được kết tủa AgCl. Sai đúng không? Bạc kim loại yếu, không đẩy được. FeCl3 hòa tan được đồng. Đúng. Tạo ra CuCl2 và FeCl2, đúng không?
Fe2 cộng chỉ thể hiện tính khử. Sai. Nó có thể lên hoặc xuống. Xuống 0 và lên dương 3. Như vậy là vừa oxy hóa vừa khử. Giống như thì SO2 vừa oxy hóa vừa khử, có thể xuống S hoặc lên S6. Được chưa? Gang và thép đều là hợp kim. Đúng. Hợp kim của cái gì với cái gì? Sắt và carbon, tùy hàm lượng mà ta có. Được chưa? Thép là nhỏ hơn 0,2%, là 0,02%, còn sắt là lớn hơn 0,2%. Được chưa? Thép có hàm lượng sắt cao hơn gang. Đúng. Thép có hàm lượng sắt cao hơn gang. Được chưa? Thép chứ. Thay hàm lượng carbon của trong thép nhỏ hơn thì sắt phải nhiễm nhiều hơn chứ, đúng không? Như vậy câu 12 là đúng. Trong các hợp chất, crom có oxy hóa đặc trưng là dương 2, dương 3, dương 6. Đúng. Crom phản ứng được với axit tạo thành Cr3+. Sai. Nó phản ứng được axit nhưng tạo thành Cr2+ mà thôi. Nó khác với nhôm ở điểm này. Được chưa? Crom không tác dụng với đặc nguội. Đúng chưa? Đúng. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại. Đúng chưa? Đúng. Được chưa? Cr và CrOH3 đều có tính lưỡng tính và tính khử. Được chưa? Sai. Tiếp tục. Crom được dùng để mạ thép. Cái ghi đông xe đạp của bọn em ấy, hoặc là các cái thành ghế, ghế Xuân Hòa đấy ấy, thì các cái bóng đấy chính là cái mạ crom ấy. Đấy. Nên nếu bọn em đi xe mà để đổ xe cái thứ nó mà nó xước ấy, nó xước mất cái lớp ngoài thì một thời gian sau em thấy đấy nó rỉ ở bên trong. Được chưa? CrO3 là oxit axit. Đúng, đúng không? CrO3 là oxit axit và tác dụng được với nước thì tạo ra H2CrO4. Được chưa? Như vậy đúng. CrO thì là oxit bazơ, đúng không? CrO3 thì lại là oxit axit. Được chưa? CrO2O3 là oxit lưỡng tính. Sai luôn rồi, phải nhìn thấy cái chữ loãng đằng sau là thấy chán đời rồi, đúng không? HCl loãng và NaOH loãng là sai rồi. Đốt cháy crom trong oxy dư thu được crom 3, đúng không? Giống như gì sắt ấy, trong oxy dư thì phải lên dương 3. Nhỏ rượu vào crom 3 thể hiện tượng bốc cháy thì đúng, cái này bọn em xem biết thôi. Có tính oxy hóa mạnh. Đúng, axit này Cr2O3 có tính oxy hóa mạnh. Được chưa? Đấy. Thì để sau này lúc mình ôn ấy thì mình mở ra để ôn các cái câu lý thuyết lặt vặt này này thì nó sẽ tốt cho mình. Được chưa? Tiếp tục, trong môi trường kiềm, brom oxy hóa Cr2O3 thành CrO4, đúng hay sai? Còn nhớ phản ứng là mất màu nước brom của SO2 không? SO2 cộng với Br2 cộng nước ra HBr cộng H2SO4. Như vậy là cái nước brom có tính oxy hóa mạnh, nó có thể đẩy lên được dương 6 cao nhất, đúng không? Đúng chưa? Thì cái này tương tự vậy. Như vậy phải là đúng. CrOH3 tan được trong dung dịch NaOH, đúng hay sai? Dung dịch, đúng hay sai? Đúng. CrOH3 là lưỡng tính giống như AlOH3 rồi, chỉ có Cr2O3 mới phải là đặc thôi. Được chưa? Nên bọn em rất dễ bị nhầm. Hiểu chưa? Đều là chất rắn màu lục thôi, xong rồi. Chất rắn đều là màu lục thì đi rồi, đúng không? CrO3 là màu gì? Đỏ thẫm. CrO3 đỏ thẫm. Chỉ có Cr2O3 mới là chất rắn màu lục xám. Đúng chưa? Như vậy cái ông CrO3 ấy là đỏ thẫm. Đỏ thẫm là giống như nào? Màu đỏ thẫm là màu như nào? Cái màu cái áo của anh kìa. Đây là đỏ thẫm. Còn gọi là đỏ mận hay là bọc đô ấy. Được chưa? Câu 27. CrO3 và K2CR2O7 có tính oxy hóa mạnh, đúng không? Yeah. Tại sao lại tính oxy hóa mạnh? Vì nó đang ở số oxy hóa cao nhất. Đúng không? Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và có màng bảo vệ, cái này đúng rồi, đúng không? Nhôm crom đều bị thụ động trong đặc nguội. Đúng. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch là đi rồi. Đúng không? Nó phản ứng với dung dịch HCl thì đúng rồi, nhưng mà nhôm là do Al3+,
Còn CR là ra CR2 cộng thì phải khác nhau về tỷ lệ số mol. Hiểu chưa? Nào chú Thành được chưa? Tiếp nha. Sang bài tập này. Câu 1. Kim loại sắt tác dụng với B. Câu 2. Kim loại sắt phản ứng với dung dịch loãng. Loãng thì ra sắt 3 thì chỉ có thể là axit có tính oxy hóa khử. Được chưa? Câu 4. Công thức hóa học của sắt 3 clorua FeCl3. Đấy, mọi người nhìn thấy rằng tất cả những câu này đều đang là mã đề đại học đấy. Năm 2019, mã đề 201 chẳng hạn. Thì người ta hỏi những câu dễ này thôi. Được chưa? Câu 4. Công thức oxit sắt 2 là FeO. Nào hát cho vào dung dịch X được kết tủa màu nâu đỏ. Kết tủa màu nâu đỏ phải là sắt 3 thì nó phải là FeCl3. Thế nên vừa rồi mọi người mới phải học cái màu sắc là như vậy đấy. Được chưa? Vậy thì cố gắng lấy điểm phần này thôi. Nhiệt phân FeOH2 trong không khí. Trong không khí thì kiểu gì chả phải ra Fe2O3, đúng không? Trong không khí thì kiểu gì chả phải ra Fe2O3 mà. C vẫn sai à? Buồn cho một số phận. Trong các loại sắt, ủa lại hàm lượng sắt cao nhất kìa. Man he he man. Man he. Cùng là he mà he he đấy. Man he tít Fe3O4 đúng không? Tiếp câu 8. Cho crom tác dụng thu được chất nào sau đây? Sao lại D? Crom với HCl thì phải ra muối crom 2 mà. Chung kìa, he he lại quân kìa. Đáp án A. Mọi người cứ nhìn ra cái mức độ đề thi đại học ấy. Cái phần này nó thi chỉ ở như này thôi. Anh nghĩ năm nay chỉ thế này thôi. Cười nó lát được nó cười tiếp này. Dung dịch nào sau đây hòa tan được CrOH3? Hòa tan được thì phải là axit hoặc bazơ đúng không? Thì phải là A chứ không thể là muối được. Phương trình hóa học nào sau đây sai? Chính xác, vì tạo ra CR3 là sai, nó phải tạo ra CrCl2 thôi. Đấy. Oxit nào sau đây là oxit axit, quá dễ rồi. CrO3. Crom có oxy hóa dương 6 trong hợp chất nào? Dương 6 trong hợp chất nào? Ok, C. CrO3 có màu gì? Đỏ thẫm. Được chưa? Dung dịch K2CR2O7 da cam. Yeah. Như vậy là những thằng nào mà crom có số xóa cao ấy thì đều màu nó đậm. Đúng không? 6 dương 6 thì đều là da cam với đỏ thẫm đúng không? Được chưa? Còn xuống nữa bắt đầu mới là màu vàng và màu lục xám đúng không? Thấp nhất là màu lục xám đúng không? Mọi người nhớ theo số xóa ấy. CrO là màu lục xám à? Đúng không? Sau đó đến màu gì? Màu vàng. Rồi đến màu đỏ thẫm và da cam đúng không? Được chưa? Câu 15. Đấy, đấy, vừa thấy nói đến màu đỏ thẫm rồi. Chọn đi. Vừa nhắc xong rồi đỏ thẫm thì chỉ có C thôi còn gì nữa. Nguyên tắc luyện thép từ gang là dùng oxy, oxy hóa các tạp chất trong gang để thu được thép, đúng không? Bỏ đi tạp chất. Câu 17. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3? Muối sắt 3 thì phải cộng với oxy hóa khử, phải là A. 18. Phát biểu nào sau đây sai? Hàm lượng carbon trong thép cao hơn trong gang, sai chưa? Nó phải là thấp hơn. A. Câu 19. Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt H2O4 vào dung dịch Na2CrO4. Đang là Na2CrO4 thì nó phải chuyển thành gì? Đúng không? Chuyển lên thành CR2O7 đúng không? CR2O7 thì phải là gì? Từ màu vàng sang màu cam. Như vậy D. Câu 20. Câu 20. Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỷ lệ mol. Lại sai cái chữ cùng tỷ lệ mol này rồi đúng không? D. Như vậy mọi người thấy rằng cái chỗ mà những cái câu nhận biết đúng sai cả gì? Cái 10 điều ấy thì đều là trích từ các đề đại học có mà ra thôi đúng không? Nên trước khi đi thi mọi người cố gắng mở tất cả các chuyên đề ôn này này, đọc lại mấy cái mục đầu thôi. Bài tập có thể không cần đọc vì bài tập thì vô số. Biết đọc bao nhiêu cho đủ.
Nhưng mà bọn em phải đọc cái 10 điều đấy là những cái tóm tắt gần nhất và các cái câu lựa chọn đúng sai ấy. Mỗi đề anh đều để 20-30 câu ấy. Đấy là đều trích từ cái đề đại học ra. Cứ đọc đấy trước khi đi thi thôi. Đọc thôi nhá mọi người. Mà ngay kể từ bây giờ ấy, đừng có ngủ sớm. Cứ trước khi đi ngủ ấy, mọi người mở ra đọc. Cứ trước khi đi ngủ mở ra đọc, ví dụ hôm nay đọc hóa, đọc cả lý cả hóa đi, chỉ cần đọc thôi. Đọc nhiều nó tự nhớ vào đầu. Hoặc là bọn em sẽ có ấn tượng. Còn ông học thuộc thì máy móc lắm, học thuộc thì biết thế nào được. Mọi người cứ không tin cứ thử vài hôm mà xem. Cứ trước khi đi ngủ đọc thôi. Mở ra đọc, đọc hết một lần rồi đọc môn khác, cứ đọc thế. Một vài hôm sau mọi người nhớ nhiều lắm. Đấy. Bây giờ là còn khoảng gần 3 tuần nữa, đọc cũng đã là muộn rồi. 15 ngày nữa đọc cũng đã là muộn rồi. Trước đây khi anh ôn thi đại học ấy, anh học trước hàng tháng, một tháng hơn một tháng. Trước đã bảo bọn em rồi gì, ngày đầu tiên đọc câu thứ nhất, là ngày xưa là thi tự luận nên anh học thuộc. Ngày đầu tiên học câu thứ nhất, ngày thứ hai anh đọc câu thứ hai thì trước khi học câu thứ hai anh phải học câu thứ đọc lại câu thứ nhất. Ngày thứ 10, trước khi học câu thứ 10 anh phải đọc được thuộc cả 9 câu, chưa thuộc phải học lại câu nào chưa thuộc rồi mới học câu thứ 10. Các đồng chí cứ thử tính theo cấp số nhân xem. Ngày thứ 30 thì câu khoảng tầm mấy chục câu đầu tiên thì đọc bao nhiêu lần. Đó. Ngày xưa anh học vụ lý này anh học thuộc cái câu cái quyển của Vũ Thanh Khiết, 84 câu hỏi lý của Vũ Thanh Khiết, có hai quyển, mỗi quyển dày như này. Anh thuộc không sai một chữ nào luôn. Vào vòng thi bắt nhìn thấy câu hỏi lý thuyết cái run. Bởi vì cái tâm lý học sinh mà sợ là bọn em khi kiểm tra ấy thì thường là quên câu đầu, lên phải có ai nhắc câu đầu thì mình nhớ ra. Đấy, thì mình vào vòng thi đấy, thuộc nhiều quá mà. Chữ nhìn thấy phát là chữ nó tuôn ra rồi. Mà sợ không viết nhanh, không viết nhanh ấy, nó quên. Đấy. Thế anh ngồi anh cắm đầu cắm cổ anh viết câu lý thuyết. Viết thật lực luôn. Cứ hình dung xem 30 ngày hơn 30 ngày mà mấy cái câu đầu tiên thì đọc đến bao nhiêu lần rồi. Tối thiểu mỗi câu phải đọc 30 lần hơn 30 lần rồi. Mà anh học thuộc ấy, thì anh không bao giờ anh ngồi yên một chỗ. Cứ đi đi lại lại. Ngồi yên một chỗ là buồn ngủ. Cứ buổi đêm mà cứ đi đi lại lại trong nhà như thằng dở hơi ấy. Hoặc là nhiều khi anh ra kiểu chỗ các cái chỗ ở ngoài công viên ấy, ta cứ đi đi lại lại cầm cái tờ giấy đọc. Trông như thằng ngáo ngơ. Còn luyện bài tập ấy, luyện bài tập thì anh không dùng để nháp. Cứ cầm tờ đề viết nhầm trong viết trong quanh đáp án thế thôi. Chả dùng để nháp. Thế không nào nó cũng kiểu như bình thường là mình phải viết ghép ra xong ghi đáp án vào ấy. Anh cứ nhầm xong anh ra đáp án phát là ghi đáp án vào thôi luôn. Mấy cả đọc giải cũng là một cách học rất là tốt đấy nhá. Đọc giải để xem người ta trình bày như nào, mình xem các dòng người ta trình bày xem vấn đề gì không. Nhưng mà đấy là ngày xưa anh thi tự luận thôi. Bây giờ trắc nghiệm. Bây giờ nhanh nhất ra đáp án. Nào tiếp nhá. Thế. Thì được nghỉ. Bây giờ nếu Việt Nam mà Covid thì được hủy thi đấy. Nhưng mà mơ đi, Việt Nam kiểm soát tốt lắm. Trật tự 21. 21. Xong chưa? 21. Chrome 6 là oxit bazơ. Sai rồi, CrO3 là oxit axit đúng không? Câu 22. Câu 22. NaCl điện phân thì X phải là NaOH đúng không? Như em chỉ có thể là A hoặc D. Cũng được, CL2 cũng được, ok. Thế bây giờ cộng với FeCl2, nhưng mà Cl2 thì không cộng được với FeCl2. À không, xin lỗi, vẫn cộng được với FeCl3, vẫn cộng được, xin lỗi. Tiếp tục, thì vẫn phải đọc. Y chắc chắn phải là FeOH2 rồi. Bởi vì cộng oxy cộng nước mà, thì Y chắc chắn phải là FeOH2. Đúng không? Và Z phải là FeOH3. Đúng không? FeO3 thì T phải là FeCl3. T mà là FeCl3 thì vẫn có thể là CD đúng không? Được chưa? Cộng với đồng anh chẳng hiểu gì rồi. C luôn anh. C luôn. Nếu mà Y là FeCl5 cộng FeCl2. Không, từ từ. Ta đang có là chắc chắn FeCl3 rồi đúng không? Biển nào H hay CL2? Nếu mà là CL2 thì phải ra FeCl3 chứ không thể là FeOH2 được đúng không? Lên từ đấy ta mới suy ngược được là X là NaOH C. Được chưa? Câu 23. Câu 23.
FeNO3 nhiệt độ, nhiệt phân muối litrat thì cái trường hợp này là ra oxit sắt. Có 3 trường hợp nhiệt phân mà, kim loại kiềm thì ra muối KNO2 chẳng hạn. Oxit sắt mà trung bình thì ra oxit. Còn yếu thì ra kim loại đúng không? Vậy đây chắc chắn phải là Fe2O3. Đây sắt 3 mà em. Ra Fe2O3 như vậy là C hoặc D. Cộng với CO thì ra gì? Ra sắt. Sắt cộng FeCl3 thì Z phải là gì? FeCl2, Y là Fe. Còn X là Fe2O3. Ghi vào đi. Thế T phải là cái gì? Fe2 cộng mà ra Fe3 cộng thì phải là AgNO3 đúng không? Như vậy là D. Được chưa? Cho sơ đồ phản ứng sau. Kim loại R là, nhìn thấy ngay là hóa trị 2 đúng không? Hóa trị 2 thì bỏ thằng nhôm đi. Đúng chưa? Cộng với clo lại ra hóa trị 3 thì thôi rồi, bỏ lốt magie. A hoặc D vẫn được mà em. Lại cộng với loãng. Cộng với loãng. Ông sắt làm sao mà cộng được đúng không? Được chưa? Nhận phải là Cr. Hiểu chưa? Nào dưới nghe được không? Mấy cái dấu hiệu đấy nhá. Nhanh lên tiếp đi. Câu 25. Crom mà cộng Cl thì ra gì? Cl3 cộng KH đặc thì ra K2CrO4 như vậy C. Được chưa? Tiếp, câu 26, chữ nhanh phần crom đi. Câu 26 đáp án A. Vì phần này anh nghĩ sẽ khả năng thi thấp, anh sẽ chữ nhanh phần này để sang bài tập thôi. Câu 27 đáp án A. 27 đáp án A. Câu 28, câu này đề đại học thì lại phải đọc phải chữa đi. Câu này thì liên quan đến sắt nhiều rồi. X đến dư vào dung dịch Y được kết tủa Z, cho Z vào HNO3 loãng dư được chất rắn T, khí không màu hóa nâu. Nhợi hỏi XY lần lượt nào. XY lần lượt là cái gì? X vào muối Y được kết tủa Z. Thế bây giờ ta nhìn luôn này. Đáp án A nhé. Ag cộng với Fe2 cộng được ra kết tủa được nhá. Thằng B bỏ luôn vì sắt 3 không phản ứng, đúng không? Thằng D được vì cùng là sắt 2 cộng mà. Đang xét cái X đến dư và dung dịch muối Y mà em. Na2CO3 và BaCl2 cũng có kết tủa đúng không? Cho Z vào HNO3 thì ông BaCO3 không thể tác dụng để ra gì? Khí được đúng không? Đúng chưa? Và HNO3, xin lỗi. BaCO3 cộng HNO3 vẫn ra BaNO3 2 lần cộng H2O cộng CO2. Nhưng ở đây nó bảo là khí hóa nâu thì thằng C vẫn sai. Đúng chưa? Bây giờ còn thằng A cả D, chọn thằng nào và tại sao? Cho Z, Z của mình đang là gì? Kết tủa Z là AgCl đúng không? Đúng không? Z phải là Ag. Ag2 cộng cộng với Fe2 cộng ra Fe3 cộng cộng Ag thì Ag mới là Z. Đúng không? Z cộng loãng dư thì ra gì? Khí không màu, hóa nâu không khí là đúng rồi. Chất rắn T. Chất rắn T là gì? Ok. Đi đi. Mọi người phân tích ra. Ai chọn đáp án rồi? Dũng. Hoàng. Thì Y mà. Đáp án là A. Xem lại đi. Còn anh được không? Người ta hỏi ai chọn đáp án rồi thì không nói đăng câu gì. Thế câu B, à câu 29. Câu 29 đề khối B đấy. Chứ gì đã đọc rồi, dễ quá à. Đọc thử xem mà. Sắt đồng tác dụng với loãng, phản ứng hoàn toàn thu được chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là kim loại dư được kim loại nào? Sắt được không? Sắt dư được không?
sắt dư được không? Sắt dư được không? Đã có kim loại dư thì không thể ra muối sắt 3. Vì cả sắt hoặc đồng dư đều tác dụng được với sắt 3. Đúng không? Để ra muối sắt 2. Như vậy đã có kim loại dư thì chỉ có thể là gì? Muối chất muối sắt 2 mà thôi. Đúng chưa? Ghi vào đi. Có kim loại dư thì không thu được muối sắt 3, chỉ có thể muối sắt 2. Được chưa? Còn mọi người đừng có nghĩ là ra CuNO3 2 lần nhá. Khi có sắt dư thì nó sẽ đẩy cái CuNO3 2 lần ra khỏi muối của nó ngay, đúng không? Được chưa? Đấy. Như vậy ta phải là chọn C. Để đại học khối B khác là bẫy linh tinh ngay. Câu 2 à 30. 30. Chọn đi. Cho bột sắt tác dụng với cái này, lưu ý này. Sắt mà cộng hỗn hợp này thì nó có NO3- và H+ không? Thế thì nó phải là gì? Oxy hóa khử đúng không? Như vậy thu được khí NO và H2, chất rắn không tan. Chất rắn không tan. Các muối trong dung dịch X là vừa bảo rồi, đã có chất rắn không tan phải là sắt dư chưa? Đúng không? Đã có sắt dư thì đừng mong có muối sắt 3. Như vậy chắc chắn A, B bỏ. Muối sắt 3 mà, chỉ còn C hoặc D thôi. Đúng không? Thế bây giờ C hay D? Đoán gì nữa, nhìn lù lù ra mà. Đã có sắt dư thì chắc chắn NO3 trừ phải hết. Sắt dư cộng với NO3 trừ cộng H cộng mà. Đúng không? Như vậy nó phải là D. Làm sao mà ra được nào NO3 trừ với cả FeNO3 hai lần được. Được chưa? Tiếp câu 31. Đấy, bắt đầu động đến đề đại học nên nó sẽ khó hơn nhiều. Thu được một chất rắn, cái câu này thì dễ rồi đúng không? Mặc dù là đề đại học, vì trong không khí thì chắc chắn phải ra gì? Fe2O3. Đúng chưa? Câu 32. Câu 32. Loãng dư là ra được hai muối đúng không? Fe3O4 cộng H2O4 thì ra hai muối là sắt 2 sắt 3. Cho dư bột sắt vào thì X1 phải là muối sắt 2. Đúng không? Đúng chưa? Như vậy là B. Cứ cho dư sắt vào thì chỉ có muối sắt 2 thôi, không muối sắt 3 mà đúng không? Đấy, mấy năm liền đều thi cái dạng như này. Số chất tan trong dung dịch NaOH gạch chân từ dung dịch NaOH. Câu 33 ấy. Thằng nào? CrO3 1. CrO3. CrO3 tại sao? Nó là oxit axit tác dụng với bazơ ra muối cộng nước. Còn crom thì không. Nhiều người sẽ chọn C đấy. Được chưa? Câu 34. Số chất phản ứng được với dung dịch FeCl3. Cái này lúc ấy có phải ta làm trong phần lựa chọn đúng sai rồi không? Mấy cái bài đúng không? Đấy. NaOH. Gì nữa? Cu. Gì nữa? Ba. Fe. NH3. 2, 4, 5 thằng. D. Như vậy lý thuyết thì anh cho còn nhiều chất hơn đúng không? Đấy. Đi thi là cứ thế mà đọc thôi. Mà đây là thi năm 2018 rồi này. Cũng mới thi chứ không phải xa xôi gì đâu. 13. Câu 35. Số chất phản ứng được với dung dịch X là cho Fe3O4 vào H2 loãng dư thì thu được hai muối đúng không? Như vậy X phải là sắt 2 và Fe3 cộng. Nhưng nếu chỉ viết như thế là bọn em dễ ăn quả lừa lắm. Dung dịch X phải gồm H cộng axit dư mà. Nên bọn em chỉ nghĩ đến trường hợp là gì? Muối sắt 2 sắt 3 mà bỏ qua H cộng dư. Được chưa? Biết đâu H cộng dư lát nữa tác dụng được thằng nào đấy sao? Đúng không? Ta chưa biết được nên ta phải kể đủ ra đã. Bây giờ trong các chất nó tác dụng được với thằng nào? Chọn đi, cứ chọn đi. Cứ chọn đi đã. Bắt đầu nhá. Đồng được không? À, NaOH được không? Đấy. Đồng được.
FeN32 lần được không? Được. Tại sao? H cộng dư. FeN32 lần. Có H cộng dư, có NO3 trừ thì oxy hóa khử lên sắt 3. Đúng không? Đấy, giải thích vào đi, vì có H cộng dư. Nên bảo rồi mọi người hay bị bẫy cái phản ứng này rồi, đúng không? Không để ý đến axit loãng dư mà. KMLO4 được không? Có. BaCl2. Tại sao? Vì có H cộng dư chính là có cả SO42 trừ mà, đúng không? Clo. Vì có sắt 2 đúng không? Nhôm. Vì có sắt 3 đúng không? Có H cộng dư nữa đúng không? 7 thằng. Mà đã là 7 thằng thì các ông sẽ lại làm sai đúng không? Không bao giờ các ông chọn 7 đâu mà, không bao giờ chọn tất cả đâu, kiểu gì cũng phải bớt bớt với cái thằng nào đấy. Tâm lý như thế mà đúng không? Câu 36. Câu 36. Số tính nhận tạo chất khí. Thằng nào? FeCuCl2 có tạo chất khí không? FeNO32 lần. Có, vì có H cộng và NO3 trừ. B. Gì nữa? C. Gì nữa? Hết chưa? Như vậy hai thằng đúng không? À. Được chưa? Câu 37. Liên quan đến chrome rồi. 37. A. 38. 38 sao lại đúng sai? 37 thì là A. 4. Đáp án ấy, vì chrome thôi anh đọc luôn. 38. Xem ai làm rồi. B. À xin lỗi, C. Hai cái. 39. 39 B chính xác. 40. 40 thì đọc đi, nó liên quan đến sắt nhiều thì phải chữa, chrome thì anh mới bỏ qua thôi. Thu được muối sắt 2 nhá. Đốt magie dư trong FeCl3. Magie dư thì đúng rồi. Dây Fe trong Cl2 dư sai rồi đúng không? Fe3O4 trong H đặc nóng. Đặc nóng thì phải lên sắt 3 rồi đúng không? Fe trong AgNO3 dư. AgNO3 dư thì ra gì? Ra sắt 3 đúng không? Đây rồi, tôi nhìn thấy con G đây rồi. FeO cộng KHS4 là ra sắt 2 rồi. Như vậy chỉ có 2 thằng thôi. Được chưa? AgNO3 dư là ra sắt 3 cộng Ag mà. Hiểu chưa? Đấy. Xem lại đi.